Xin quan hoàng người nhập mơ cho say. Chăm hoa sao kết nở, mừng mừng ngày tiệc vui tề tay tiên. Ô đào nhất nhất lo tuần xuân nâng nâng bề ngọc bề các thôn nâng hoa làm vào sức sống hoa người xưa các thôn nâng vào làm vào sức sống hoa người xưa. Nhị tuần tuần đã sắc lên lên cung bầu các cô sắc đằng người là người sắc không ông hoàng là người xưa cô xưa sắc không hoàng người xưa đại bà quả màu hoa.
lại được văn văn con đêm này lời tôi mong quan lớn tôi minh hoàng đồ cho dân dân chương cho Việt Nam giàu sang con chút chút nghe ông được đẹp màu màu đâu đâu phụ tử tiếng đồn đập đập sang anh ông cầm nắm quân quân đánh đánh sạc đạn đạn dư cho tròn sông ngọc ngọc bao bao tan hài hài sạc đạn đạn hà tan khúc mưa siêu bạch 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 tan tan mưa tan chi phụ thu ông không đi tới đâu dân dân chúng con vui đón mừng ông người ngàn đắng còn ghi nhớ mãi cuối xin ông ơi ông về tiếp tiếp lọc lòng lệ đá đây có rượu nào xin ông đông mời nhấp nhấp mà cho say để bắt hoang hoang người gật gật hoang người gật gật lòng ông mười tay tay la buồn tơ mùa tay hoa buồn tơ mùa ở trên trời đẹp nhất đất mẹ ta mấy chân trời đẹp nhất nhân quả để sóng sơn hôm nay đẹp đẹp rất rất chỉ có bóng toang hòa mười có bảo bóng mưa qua đây hòa mười chiếc chim mi khắp thân điều hoàng hoàng gờ gờ hào bao ba anh hoàng chiếc khắp thân điều gờ gờ hào bao ba anh trần phà bố anh hòa đoàn trai trai nhanh đẹp đẹp đến quá hoa người bức tranh đẹp đến quá hoa người dù rằng là xa xôi cách cách chờ quan hà họ nguyện con nhất tâm hầu thành ông người biết đăng trên trời hoàng về hồ đây
biết biết bồ bồ xin chi ai xin chi vi vi về việc việc thành thành mà tình tình không cao kỹ được gặp nhau dùng bỏ xa Thank you.
vì đồng lòng này phân nhà khi đầu lấy mâu thương bay 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 bay
cú sần dần dần ai cũng có cô mãi bảo cho tình ra năm thanh thanh thay đôi 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 đông 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 đông
cô bé đôi đèn lòng
dùng canh tắt gà rừng bao thức gọi nhà về ra phố xuân tiếng mẹ không biết biết nữa thực là khó kêu vàng Thank you.
đang được truyền hình trực tiếp từ nhà hát VOV 58 Quán Sứ Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí chào đón năm mới 2013, mừng Đảng mừng Xuân Quý Tị, ngày hôm nay Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu Trái tim nhân ái tỏa sáng 2012.
Và trước tiên cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới tham dự chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Đường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Xin được giới thiệu ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch. Xin được giới thiệu bà Nuran Higgins, quyền trưởng đại diện Hiệp hội Quốc tế Chữ Thập Đỏ tại Việt Nam. Xin chào đón sự hiện diện của ông Đồng Đại Lộc, Trung tướng, Tổng cục trưởng, Tổng cục 7, Tổng cục Công an. Thưa quý vị và các bạn, để tôn vinh những cá nhân cũng như tập thể đã tích cực tham gia những hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những người bất hạnh nói chung và chăm lo Tết giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam nói riêng, Ban tổ chức đã xét tặng vinh danh các tập thể và cá nhân danh hiệu Trái tim nhân ái Việt Nam tỏa sáng 2012. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin mời những tập thể cá nhân có tên trong danh sách sẽ lên sân khấu để nhận danh hiệu. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, và xin được kính mời ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị sẽ lên trao hiệu Trái tim nhân ái tỏa sáng cho các tập thể và cá nhân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần vinh danh cho các tổ chức và cá nhân đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo của đất nước. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được kính mời Thượng tọa Thích Nguyện Tân, trụ trì chùa Lá, Gò Vấp. Thưa quý vị và các bạn, một vị chân tu dành cả đời cho sự nghiệp nhân đạo, Thượng tọa đã mở trung tâm dạy ngoại ngữ gồm 44 lớp học dành cho người nghèo và đã tham gia rất nhiều công tác an sinh xã hội. Đây là một tấm gương của lòng nhân hậu. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng vinh danh Đại Đức Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Pháp Quang. Với màu áo nâu sầm giản dị, Đại Đức đã cống hiến cho sự nghiệp nhân đạo và công tác an sinh xã hội, vận động nhiều người cùng làm từ thiện. Đại Đức là tấm gương của lòng nhân hậu. Xin kính mời Đại Đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Pháp Quang. Với rất nhiều bằng cấp, Đại Đức Thích Phước Ngọc là một vị chân tu đầy trí tuệ và nghị lực. Đại Đức là người đã sáng lập ra trung tâm cư ni viện đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mang tên Suối Nguồn Tình Thương, nuôi dạy rất nhiều trẻ mồ côi. Đại Đức đã có nhiều cống hiến cho công tác an sinh xã hội và sự nghiệp nhân đạo. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời lên sân khấu Đại Đức Thích Thanh Thắng, trụ trì chùa Phố Hương. Là vị chân tu có tấm lòng bao dung quảng đại, Đại Đức đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nhân đạo và công tác an sinh xã hội. Và trong nhiều năm qua, Đại Đức đã vận động được rất nhiều tấm gương để ủng hộ cho người nghèo và những người bất hạnh. Xin kính mời Ni Sư Thích Đàm Thanh, trụ trì chùa Minh Phúc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Ni Sư là người có tấm lòng từ bi nhân hậu, sống và cống hiến cả cuộc đời cho cộng đồng và sự nghiệp nhân đạo. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, chủ đền An Phú Minh Từ. Cả cuộc đời ông Nguyễn Văn Hùng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp an sinh xã hội. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Được, chủ đền Minh Ứng. Ông là người đã có nhiều thành tích bằng khen do Đảng và Nhà nước trao tặng. Ông có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nhân đạo, cứu giúp nhiều người nghèo, giúp cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Thank you.
đồng vàng rừng núi thấm máu đào trên đất mẹ yêu thương. Hãy đưa lấy màu xanh mơ côi đất Việt ơi, muôn thuở bên người để biết bao quê hương Việt Nam, để biết bao tiếng ru giữa chưa hề. Oh,
trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Người chiến thắng hoành khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã luôn luôn cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Nga,
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu đạo mẫu. Ông Phạm Văn Thành, Tổng thư ký Liên hiệp UDA, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh dịch Đông Nam Á. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, Tổng thư ký đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Về phía đại biểu của thành phố Hải Phòng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Lê Tất Minh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Dương Văn Hàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố. Và tiếp theo xin được tạm mời quý vị chào đón đồng thầy Đinh Xuân Thiệu, Hải Phòng. Ông là một thủ nhang đền Bát Tràng Linh Từ, Ủy viên UNESCO Hương Sen. Liên hoan diễn xướng Triều Văn có nhiều thành tích trong việc bảo tồn văn hóa đạo mẫu, có tấm lòng hảo tâm trong việc công tác từ thiện xã hội. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Thanh Đồng Phạm Thị Tuất, Hải Phòng. Bà là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trang Hiền. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón đồng thầy Nguyễn Công Vinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Minh Khánh là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Trung tâm UNESCO và Ứng dụng Phật học Việt Nam, là hội viên Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, hội viên Câu lạc bộ Đạo mẫu, đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty Yomoko Việt Nam, Công ty Phú Hương Thịnh, là doanh nhân có tâm. Tiếp theo xin được tạm mời quý vị cùng chào đón đồng thầy Nguyễn Thị Thúy Minh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bà là nhà giáo, giám đốc công ty Yomoto, ủy viên hội đồng bảo trợ trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng học Phật Việt Nam, có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn. Xin chúc mừng đồng thầy Nguyễn Thị Thúy Minh. Và tiếp theo xin cùng chào đón đồng thầy Nguyễn Văn Được đến từ thủ đô Hà Nội. Ông là thủ nhang đền Thích Ứng Hà Nội, nhận nhiều bằng khen, biểu tượng vàng vì sự phát triển doanh nhân Việt Nam, là người có tấm lòng từ thiện nhân hậu, đóng góp nhiều cho các hoạt động từ thiện xã hội. Xin chúc mừng đồng thầy Nguyễn Văn Đường đến từ thủ đô Hà Nội. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng những Thanh Đồng vừa nhận kỷ niệm chương mà chúng tôi vừa giới thiệu và đang ghi nhận trên sân khấu. Kính thưa quý vị, Lê Đồng là một nét đẹp trong văn hóa dân gian. Nghi lễ Lê Đồng nhằm tỏ lòng thành kính đến các vị thiên thần, phúc thần, niềm tin vào sự phù hộ của các vị phúc thần, dù là tiên thánh hay nhân thánh, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng như nhau, bởi dân tộc nào cũng đều tin vào một thế giới tâm linh, nâng đỡ phần hồn của con người, để loài người chúng ta có đủ sức mạnh tinh thần vượt qua thiên tai, địch họa hay dịch bệnh. Và như vậy, người Lê Đồng mang sứ mạng như là sợi dây kết nối giữa con người với thế giới tâm linh. Tiếp theo đây, ban tổ chức xin mời màn biểu diễn Giá Trầu Đệ Nhị với sự hóa thân của đồng thầy Nguyễn Văn Đường. Ông là đồng đền doanh nhân đã có quãng thời gian 30 năm thủ đền Linh Ứng Hà Nội, là người có tấm lòng nhân hậu, có nhiều đóng góp cho các hoạt động. Thank you.
Thương đồng loan cao về